Hay là mình xin một đứa con nuôi nha. Sao tự dưng em lại nói chuyện này với anh? Em chỉ nghĩ đơn giản là vợ chồng mình lấy nhau bao nhiêu năm rồi mà chưa có một đứa con. Nhiều khi em thấy bố nói cũng đúng. Em đừng có nghe bố nói lung tung. Con cái là trời cho, còn chuyện tình cảm giữa hai người là chuyện của hai vợ chồng. Vợ chồng yêu thương nhau thì tương kính như tân, cho dù không có con vẫn tương kính như tân. Còn nếu như đã bất hòa, kể cả có đứa con cũng chỉ thêm rối mà thôi. Với lại nhận con nuôi không cùng huyết thống, thủ tục lằng nhằng cũng nhiều vấn đề lắm. Vậy thì anh tìm một đứa con đi. Anh không muốn nghe đâu. Anh chân cho em biết bao nhiêu cho đủ 15 năm ấy.